Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Vâng, nếu như quý vị là những tín đồ của iPhone hoặc quý vị thường xuyên sử dụng các mạng xã hội như Facebook, YouTube hay là TikTok thì quý vị không nên bỏ qua một tính năng rất thông dụng trên hệ điều hành iOS. Đó là cái chức năng ghi âm màn hình trên điện thoại iPhone. Rồi, bây giờ KTV sẽ vào từ cái phần cài đặt này. Đây, quý vị hãy vào cài đặt này. Quý vị tìm đến cái trung tâm điều khiển. Ok chưa? Rồi, ở cái phần này, truy cập bên trong ứng dụng, quý vị hãy bật cái màu xanh này lên. Đó. Thì cái phần thứ nhất điều khiển được bao gồm đây này, là những cái ứng dụng đã được bật lên bằng cái phím tắt ở màn hình chính. Ok chưa? Còn bên dưới điều khiển khác, những cái phím dấu cộng màu xanh ở phía trước là chưa được bật. Đó, thì quý vị hãy tìm đến cái phần phía dưới này và tìm đến cái từ ghi âm màn hình và bấm vào cái dấu cộng. Đó, để thêm nó vào cái phím tắt ở màn hình chính. Thì ở đây KTV đã thêm nó vào rồi này. Thì nó sẽ lên cái phần trên và phía trước nó có dấu trừ. Ok chưa? Nếu quý vị muốn tắt nó đi thì quý vị chọn vào dấu trừ này thì nó sẽ lại xuống cái phần dưới. Rồi, vậy thì làm sao để ghi được màn hình? Ok, bây giờ KTV sẽ quay lại này. Ở cái màn hình chính, quý vị chỉ việc vuốt màn hình từ dưới lên trên. Ok chưa? Đó. Thì nó sẽ ra cái trung tâm điều khiển này. Và cái biểu tượng hình tròn màu đỏ này ở phía dưới góc tay trái màn hình, đây chính là cái nút để mà quay video màn hình này. Và màu đỏ này tức là đang KTV đang quay rồi. Đó. Quý vị chỉ việc bấm vào giữ 3 giây. Sau đó quý vị chọn tiếp là bắt đầu quay thì tự động video và âm thanh sẽ được thu lại. Và trong khi thu thì ở phía trên màn hình này này. Đó, phía trên màn hình trên cùng nó có cái đường màu đỏ. Quý vị muốn ngắt nó đi thì quý vị chỉ việc bấm vào thôi. Đó, bấm vào và dừng. Đó là cách thứ nhất. Và cách thứ hai, quý vị cũng vuốt màn hình từ dưới lên, quý vị bấm một phát vào cái nút này thì nó sẽ dừng quay. Rồi, KTV xin kết thúc video tại đây. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.